như quý bà con chăn nuôi đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Thì trời thì đang mưa râm râm, thì giờ cũng hơi ngớt rồi. Mình cái clip hôm nay mình sẽ ghi hình của hai hộ gần sát bên thôi. Bò thì ba con bò này thì bán là đều bò thịt hết, nhưng mà trong đó thì có một con thì thịt đủ thịt, nhưng mà có hai con thì nó hơi lỡ lỡ. Thì mình đăng lên kênh của mình ạ, thì anh em lái nào mà xem qua clip này ạ, thì có thể liên hệ với mình sẽ chỉ cho. Cái số điện thoại của mình sẽ đọc sau cái phần cuối của cái clip hôm nay, và mỗi chủ hộ đều mình đỡ cái số điện thoại để quý anh chị có thể liên lạc qua chủ hộ đó hoặc đến xem bò trực tiếp. Rồi thì giờ thì mời quý anh chị cũng như quý bà con dõi xem cái clip của mình nhé. Rồi, hộ đầu tiên thì hai hộ đều ở Phước Nhuận hết, xã Xuân An Ba, huyện Đồng Xuân đó. Thì hôm nay đó là ngày 27 tháng 9. Đó, thì hộ này là bán hai con. Đó, con nem. Thì đỡ mình quay cái con nem này trước. Rồi, con nem đây. Đó, thì chủ kêu con bò này á là con này là 33 triệu. Đó, chủ cho biết là con này 33 triệu. Đó, thì trời nó hơi mưa, thành nó hơi tấu, mình quay cũng không có được rõ nét lắm. Và mình không có được quay chuồng này, thì mình không có vào chuồng mình quay được, chỉ mình đứng ở ngoài mình quay vậy. Thì bò này thì mình nhìn con đây á là khá to, dài, nhưng mà thịt thè thì cũng đủ rồi đó. Đó, con đây thì ức thì cũng có thịt rồi. Đó, bẹn lưng con đây á là rộng nha, bẹn lưng con đây thì có thịt bằng rồi, chứ nó không phải nhô lên. Đó. Đấy, thì anh em xem thì hình dung cũng biết liền. Con đây thì chiều ngang nó rất là bự, cái tạ sâu rất là lớn nha. Nhưng mà mình muốn quay cái tạ sâu nữa để quý anh chị có sợ xem rõ nét, nhưng mà vì cái thớ cái chuồng này mình không thể quay được. Đó là con đây là 33 triệu đó, chủ kêu. Rồi con thứ hai, con bên đây, đó nó hơi tấu. Đó thì sáng sủa rồi đó. Con đây thì mình đứng ở ngồi mình nhìn là con đây cũng cao nha, cao dài, nhưng mà thịt thè thì nó không bằng con kia. Mình quay, mình quay ở sâu thử một tí. Đó, ở sâu của nó đây. Con đây thì cao tương đương với con kia. Con đây thì chủ kêu là 29 triệu, bởi vì nó cũng to xét to cốt, nhưng mà thịt thì nó không bằng con kia. Đó, con đây là 29 triệu đó. Con đây thì anh em nào mua gì bổ thêm nữa được này. Đó, con đấy. Rồi đó, hồ đây thì bán hai con đó. Thì con đây là 33 triệu, còn con mình mới quay vừa rồi đó là 29 triệu. Thì anh em nào muốn mua thì phải đến xem trực tiếp. Đó, số điện thoại mình để trên cái clip đó. Rồi, hồ tiếp theo. Đó thì hộ này ba con, thì có một con bò cái, thì đĩa ra hết hai con bò đây. Con ngồi đây là con Nghĩa Đực, con Trâm là con anh của cô nó, anh con Nghĩa đây. Thì con Trâm thì nó rơi vào tầm là 2 năm rồi đó. Rồi giờ mình sẽ quay cái con đó cho nó rõ. Đó thì nó cũng hơi khó quay, nhưng mà mình cố gắng mình quay cho nó rõ một tí. Đó thì chiều ngang của nó đấy. Con này thì con này thì cũng có thịt rồi nha, lưng đồ cũng bằng rồi. Mình nhìn bò lưng này, con này cũng bằng rồi. Thì hai năm thì già bò rồi, thịt cũng dễ. Nó không dài lắm, nhưng mà con bò. Đó, mình quay chiều ngang của nó đấy. Con này thì nó không có lép, nó không có lép, bởi vì nó đóng cái thớ là ủ đó thì nó không có lép bò được. Mấy con mà ủ búa là nó mới lép. Đó, con đây thì lưng bằng, thịt ở sau thì cũng được. Đó, con đây thì chủ nhà kêu là 29 triệu. Thì 29 triệu đó là chủ của con bò này kêu đó. Thì anh em đến xem thì thương lượng lên xuống gì đó. Đó thì trả. Đó thì con đây mình cũng muốn quay cái ở sâu cho nó rõ thử cái mông đùi của nó, nhưng mà con này nó nhét quá, mình không có thể quay gần được. Đó, mình quay ở trước cái bàn lưng bằng thiến rồi đó. Đấy thì mình đang lên ba con đó. Anh em nào mà không biết á, thì điện thoại mình, số mình là 070-268-9740. Và số của hai chủ bò này mình đỡ trên cái clip. Anh em có thể liên hệ hoặc đến xem trực tiếp. Rồi xin cảm ơn quý bà con rất nhiều đã dõi xem cái clip của mình.